Nếu như là có tự động nhảy nó phải liền. Có tem nha, nhà nhà 3 tầng này hai thằng nè. Bà mẹ nó súng đâu trời rồi, súng đâu, súng đâu, súng đâu. Chết tôi mẹ nhà... tôi vậy. Trên nhà ông Ken nhé. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Ở đâu vậy? Ở trên tầng 3 hả? Tôi giết. Tôi nào bên tôi cũng thằng nè. Bên chợ số 1 kìa. Số 3 á. Chết rồi. Số 1 chết rồi, bên chợ số 1 chết rồi. Lia chưa, lia chưa. Chưa 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 chưa, tôi bắn mới nóc này. Kìa có thằng kế tôi nè. Đi trên nhà nè. Nhà 3 tầng nè. Trời má nó đu như người nhện nè. Ôi nó chạy quá, nó chạy kìa. Trên nhà nè. Đâu trời. Phải lên mới bắn này mà. Nóc nóc. Nóc một. Còn thằng nó dưới nữa hả? Bắn kìa. Này còn thằng bên nhà, bên nhà đây nè. 985 nè. Yếu yếu rồi mày. Phải yếu rồi đó. Phải chích ngựa chứ. Một trong nó cho nó yếu rồi. Cho tôi nè. Lên 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 lên. Cứu 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 rồi. Cái cứu người chết người rồi. Quá. Ông Việt Nam thôi. Để cho mày đi chỗ cứu giùm á. Không chết được rồi. Bắt tường. Lấy tường chân lại để không. Không có mấy không có cái lửa chạy đặt ra đi. Chạy chứ. Nó chạy chứ gì nữa. Game mới ra mà. Chúng này chúng nhị ta. Rồi hồi xuống đi chơi. Thấy mấy thằng nó chơi thấy ghê lắm. Thắng ghê lắm. Bắn nó nhảy nhót từ lửa hết chứ. Áo ơi liền. Đi xuống dưới, từ dưới. Hết đồ đi, nghèo quá, trời nghèo quá. Cái cây bơm môi bắn ngon, ngon ghê. Cây bơm máu không? Cây súng tên cây bơm môi á, bắn đã lắm. À, tưởng kêu bơm máu chứ. Trời má nó đu như kiến vậy trời. Đu như người nhện. Sao máu dữ vậy ta? Không có máu. Có người, có người, có người nè. Trong nhà đâu vậy? Rồi. Trời má nó liền. Không biết nó đâu. Ở đây nó bắn nhau rồi. Nó có xác không.
Ghét bơm. Giòn đi cả. Bơm. Đi nhặt tính không? Hai người biến ra hai chiếc xe nhặt tính nè. Có tính gần kìa. Là sắm xếp không mà ghê. Tính 1000 mét kìa. Nhặt không? Gấu đèn chết rồi hả? Không có ai với kép mời hết trơn. Đúng. Tính sáng giờ lụm tính không có. Lụm được dây dài cái chạy nhanh mà cố luôn rồi. Rồi giờ hiếm vậy á. Chạy nhanh ghê. Chưa có cái súng tỉa nữa. Đủ có chiếc Lambo dưới đây nè. Hai bắn vậy? Bè. Tôi bắn cho tôi coi. Bắn chim à? Cái cây này bắn gãy không ta? Gãy. Rồi qua chơi không biết. Hèn chưa? Hồi nãy tôi núp sau gốc cây mà tự nhiên quay qua quay lại cái cây mất tiêu. Cái cây này kiểu như cây cao su vậy đó, chưa không còn gãy nữa. Nó tưởng trong như trong refi cây bất tử. Ôi, núp cây không an toàn chút nào. Găng tay hiếm luôn à. Chưa có giáp gì trơn. Có găng tay làm gì vậy? Găng tay để leo nhanh đó. Gặp cái súng tẻ kêu cho nghe. Có người bên đây nè. Bắn kìa. Đâu ta? Chân không biết dưới đất hay trên. Ở dưới đất là dưới đất nè. Dạ. Còn nữa. Có cái điện tử nè. Đủ đừng coi vậy. Điện tử là cái gì? Cái xe cua vua. Tôi cần cái súng tỉa thôi. Đây có cái pha mát đây nè. Cây đỏ đỏ à, bắn 3 viên. Cây đỏ đỏ bắn 3 viên là bắn chuẩn ghê á. Số mấy vậy? Số 4 chục à? 4 làm pha mát đâu? Có sự ca không? Đây nè. Không biết. Vô bo để lấy pha mát nha đây. Má này hả? Ừ, cái này bắn 3 viên nè. Ồ, cái này bắn dở lắm nội. Trời ơi, bắn cái này nó không giật cho lắm. Bắn quen cái cây bắn hồi không? Trên này chở mấy người đây? Trên chở 2 người, còn mấy ông đi. Lấy mô tô chạy theo. Với mô tô đưa đâu rồi ta? Nó mất biến ra mà. Cái cột xanh xanh, cái cột lượng thử. Đưa đưa không? Đây có cái súng tỉa rồi. Trời mát. Có bông lụ nè, bắn không? Cũng lụ nè. Lụ là mấy cây cầm hai tay rồi sắp đó không? Đúng rồi, cây sao băng mà. Chưa có giáp nữa trời, nó bắn tôi chết quá. Còn cái cây mà đóng băng là gì? Không nhớ nữa. Thiên tử quá.
Tôm, tôm thiên tử thì cũng chịu. Cây tàu băng. Trò má gì? Leo rồi sao xuống trời? Tiếng thầy. Dạy lên nó chà chà nè. Đây cái này là mình thủ nhà kiểu này ngon lắm luôn. Chưa giáp nó bắn sấp mặt. Ừ. Đó là đúng không vậy? Anh đang tập leo tường ra mục tiêu chứ vậy? Đi kiếm địch bắn đi. Trước tiên là đi kiếm cái giáp. Nát hồi bò cuối kìa, mấy thằng bắn dữ lắm. Đó có cái hòm này đã lắm nè, mở ra được đồ ngốc chân luôn. Chưa mua hoàn bạn. Giống như đồ báo vậy hả? Omega. Ừ đúng rồi. Đi vô bò kìa, bò đồ bò. Bò gần tới bò cuốn rồi. Bò gần 18 thằng. 15 thằng. Chưa có đôi giày, chị chậm quá. Ok, phải chị bơ. Bà thù rồi, bà thù rồi. Sao máu ít với người ta nãy giờ, không có thấy máu. Nó tôi được có 2 bình với 12 cái hạt tăng. Bữa nay không có xe 4 nữa ta, tại thính kìa. Thính nè, thính nè. Thính đến 230 ha. Chậm quá. Mới tại bơ xong. Trên tôi chơi hôm nay tôi toàn đi solo không. Mới tải không có ai chơi vậy. Cầm bò. Này mấy ngày, 3 ngày đúng không? Mới tải anh mãi. Chơi được 5-6 trận. Không, mà game nó ra thì mới có 3 ngày à. Game nặng quá liền. Chơi hao pin quá. Ui, đi giặt lính nè. Ủa phòng chứ có mình lên đâu bên này vậy. Ông đi lẻ quá vậy. Chị muốn lấy thính sao? Lấy thính. Đi bo kìa, đi bo kìa. Sợ liền nữa. Bò bên này nè, bơi qua. Nó còn mấy team mình đó, 2-3 team. Đu, được cái giáp. Cái lỗi là cái gì trời. Được cái giáp màu tím nè, ngon thế. Có xe, có xe. Bắn xuống kìa, nó bắn xuống kìa. Nó qua cầu, nó cam cầu. Quay quay, tôi chạy qua cầu. Nó hướng là hướng 150 á. Thank you.
Nó bắn nhau kìa. Đưa cầu, đưa cầu. À, tao thấy mày rồi nha. Không. Má, một viên rồi, má một viên rồi. Nó đặt trên bàn rồi, ngay bên kia quá, ngay bên kia quá. Nó trên nóc nhà một căn. Hướng 144 có đâu có người. Má bò thù nữa kìa. Má cái tường băng nó lâu vẻ ghê á. Má ơi. Hôm nay tụi nó bắn nhau quá trời nè. Yeah, I'm going to go.